Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD, trong đó có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ với đoàn về mục tiêu, tiến trình và một số trọng tâm trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, trong đó tập trung vào việc đẩy nhanh phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo, đẩy mạnh phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi, cũng như các nguồn năng lượng tái tạo khác để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Để thực hiện những mục tiêu trên, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn từ phía Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt trong phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, chuyển giao công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành và phát triển. Về phía mình, đại diện đoàn biểu Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD cũng thẳng thắn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển năng lượng tái tạo tại nước này thời gian qua, đặc biệt là việc cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các mục tiêu phát triển năng lượng. Đồng thời, đoàn đảng SPD cũng đề nghị Bộ Công Thương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất về công nghệ mới, đổi mới sáng tạo của Đức, đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới.